Mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Và ngay sau khi mưa lũ xảy ra, ngành giao thông vận tải đã tích cực khắc phục, dọn dẹp đất đá tại các điểm bị sạt lở. Và theo ghi nhận thì nhiều đoạn đường bị ách tắc chỉ sau một thời gian ngắn đã được thông xe. Vào lúc 4 giờ 25 phút sáng ngày 25 tháng 7 tại km 91 trên quốc lộ 279 từ thành phố Sơn La đi huyện Mường La, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương sạt xuống phủ kín mặt đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa máy móc nhân lực để khắc phục sự cố. Do điểm sạt lở có nhiều tảng đá lớn nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Sau gần 3 giờ khắc phục sự cố sạt lở, các phương tiện đã có thể lưu thông qua đoạn đường này. Công ty cũng bố trí máy móc thường xuyên gần địa bàn các khu vực trọng yếu để kịp thời ứng phó thông tuyến khi có sự cố xảy ra. Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 1 Sơn La trong đợt mưa lũ này thống kê sơ bộ có 70 điểm nằm trên các tuyến đường do đơn vị quản lý bị sạt lở, ngập úng với khối lượng đất đá sụt trượt trên 100.000 mét khối. Để đảm bảo giao thông các tuyến đường, đơn vị đã huy động 11 máy xúc và 8 xe ô tô thường xuyên có mặt tại các điểm xung yếu, khắc phục ngay khi có sự cố xảy ra, đảm bảo giao thông thông suốt. Sau khi xảy ra các vị trí sạt lở, công ty đã chủ động huy động máy móc thiết bị, nhân lực để thực hiện công tác đảm bảo giao thông trên toàn bộ các tuyến đã xảy ra. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 22 đến 11 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024, tổng số 1.014 vị trí trên tuyến quốc lộ bị ảnh hưởng lở ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống rãnh với tổng khối lượng ước tính trên 57.100 mét khối. Tại các tuyến đường tỉnh lộ có 2.435 vị trí đất đá sạt lở với khối lượng ước tính trên 175.000 mét khối, có 29 vị trí ta luy âm sạt lở với chiều dài trên 500 mét, tổng thiệt hại ước tính trên 36,6 tỷ đồng. Để đảm bảo giao thông thì ngành giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì tăng cường lực lượng, huy động toàn bộ máy móc nhân lực để mà tiến hành đảm bảo giao thông, khắc phục cái thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trên các tuyến ghi nhận thiệt hại, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đang tích cực chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt. Bên cạnh đó, Sở cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân di rời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.